Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức 58.500 đô la, ghi nhận mức tăng nhẹ trong ngày hôm nay. Các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đã thu hút dòng vốn vào 216,4 triệu đô, tương đương 3.760 Bitcoin vào ngày 9 tháng 7. Quỹ của BlackRock thu hút 121 triệu đô la tiền đầu tư. Tiếp theo là quỹ của Fidelity thu về 91 triệu đô la. Dòng tiền đổ vào ồ ạt, bao gồm 294,8 triệu đô la vào ngày 8 tháng 7 và 143,1 triệu đô la vào ngày 5 tháng 7. Tổng cộng là 654 triệu đô la trong 3 ngày giao dịch vừa qua. Synergy, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn lưu ký Bitcoin 21 Capital nhận định, việc giá tăng từ 16.000 đô la lên 73.000 đô chủ yếu là do các ETF thúc đẩy. Cho đến giữa tháng 3, dòng tiền ETF rất mạnh và thị trường tăng. Kể từ đó, các ETF chậm lại và dòng tiền chảy ra đã tiếp quản, khiến giá giảm mạnh xuống còn 56.000 đô. Dòng tiền đổ vào các Bitcoin ETF của Hoa Kỳ không đủ để vượt qua các đợt bán tháo Bitcoin gần đây của chính phủ Đức. Cảnh sát hình sự liên bang của nước này đã thu giữ gần 50.000 Bitcoin vào giữa tháng 1 trong bối cảnh của điều tra về một trang web vi phạm bản quyền phim. Theo Arkham Intelligence, kể từ ngày 5 tháng 7, ví BKA của chính phủ Đức đã giảm lượng Bitcoin nắm giữ hơn 850 triệu đô la, với hàng trăm triệu Bitcoin được gửi qua lại giữa các ví do các sàn giao dịch tập trung vào nhà tạo lập thị trường sở hữu. Ví này hiện chứa 23.960 Bitcoin, trị giá 1,4 tỷ đô la, ít hơn một nửa tổng số Bitcoin ban đầu vào giữa tháng 1. Dữ liệu trực tuyến từ Arkham cho thấy BKA bắt đầu bán Bitcoin vào ngày 19 tháng 6 và tăng cường bán vào đầu tháng 7. Thông tin tiếp theo, danh sách 8 quỹ Ethereum ETF tại Hoa Kỳ đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt, nhưng giám đốc tuân thủ chính của công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise, Catherine Dowling cho biết ngày ra mắt chính xác vẫn chưa được xác định. Dowling trả lời Bloomberg vào ngày 9 tháng 7, chúng tôi thấy trong các sửa đổi S1 rằng ngày càng có ít vấn đề được xem xét qua lại giữa các đơn vị phát hành và SDC. Vì vậy, tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng chúng ta đã gần đến đích. Biểu mẫu S1 cung cấp thông tin về đơn vị phát hành và các chứng khoán mà họ dự định chào bán. Sau khi được chấp thuận, các sản phẩm có thể được tung ra. Chủ tịch SDC Gary Gensler gần đây đã tiết lộ rằng Ethereum ETF sẽ ra mắt vào thời điểm nào đó trong mùa hè. Dowling cho biết, mọi người đều có định nghĩa khác nhau về mùa hè. Đây là một mùa hè khá dài và nóng đối với những người phát hành đang chờ đợi. Một đơn vị đăng ký phát hành Ethereum ETF giao ngay đã phải chờ 6 tuần để có được báo cáo đăng ký S1 được SEC ký sau khi cơ quan quản lý này chấp thuận một số hồ sơ 19B4 vào ngày 23 tháng 5. Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hogan suy đoán rằng các Ethereum ETF Spot có thể thu hút từ 15 tỷ đô la vốn đổ vào trong 18 tháng đầu tiên giao dịch, gần bằng số tiền mà các Bitcoin ETF Spot đã huy động được kể từ khi ra mắt cách đây 6 tháng. Dowling tiết lộ rằng SEC cũng sẵn sàng thảo luận về các sản phẩm không phải Bitcoin và ETH, nổi bật nhất là Solana. Sàn giao dịch quyền chọn Chicago đã nộp đơn xin niêm yết Solana giao ngay ETF thay mặt cho Van F. và John Tuanse vào ngày 8 tháng 7. Tuy nhiên, Dowling không tin rằng quỹ ETF tiền điện tử thứ 3 sẽ được chấp thuận dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler. Nhà phân tích ETF cấp cao của Bloomberg Eric Banchunat đã đưa ra nhận xét tương tự vào ngày 9 tháng 7, cho biết đơn xin cấp ETF Solana Spot có khả năng sẽ chết yểu nếu Joe Biden tái đắc cử và Gary Gensler vẫn tiếp tục là người đứng đầu cơ quan quản lý tài chính. Và thông tin cuối cùng, BNB là một trong nhiều token bị ảnh hưởng bởi đợt sụt giảm thị trường gần đây. Giá đã giảm từ mức cao nhất là 722 đô la vào ngày 6 tháng 6, xuống mức 522 đô ở thời điểm hiện tại. Một con cá voi dường như bị ảnh hưởng bởi sự biến động đột ngột này đã giúp token BNB trị giá 103 triệu đô la vào ngày 8 tháng 7. Kể từ ngày 7 tháng 7, giá BNB đã giảm mạnh, hình thành mô hình với nhiều mức thấp hơn và mức cao thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm. Token dao động giữa mức 461,3 đô la và mức 537,1 đô. Để BNB tăng vọt vượt qua các mức này và phá vỡ xu hướng giảm giá hiện tại, nó sẽ cần có một động thái tăng giá mạnh. Chỉ số RSI của BNB đang trên 50, cho thấy đà tăng giá xung quanh token BNB đã tăng vọt. Tuy nhiên, CMS đã giảm đáng kể, cho thấy dòng tiền chảy vào BNB đã giảm. Vì vậy, xu hướng đi ngang có thể tiếp tục trong một thời gian trước khi đột phá. Phân tích dữ liệu của Sentiment cho thấy khối lượng giao dịch xã hội xung quanh BNB vẫn ở mức cao trong vài ngày qua, cho thấy mức độ phổ biến của token BNB vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, Weighted Sentiment cũng giảm đáng kể, cho thấy số lượng bình luận tiêu cực xung quanh token BNB đã tăng vọt. Điều này có thể cản trở tiềm năng tăng trưởng hơn nữa của BNB. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.